Ngày 12 tháng 6, Hội nông dân xã Vĩnh Tế tổ chức sơ kết công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm và sơ kết 5 năm thực hiện 3 nghị quyết 040506 NQ trên HNJTVK và chương trình hành động số 03 của Ban chấp hành Hội nông dân tỉnh về xây dựng tổ chức Hội nông dân Việt Nam trong sạch vững mạnh. 6 tháng đầu năm, công tác hội và phong trào nông dân trên địa bàn xã Vĩnh Tế tiếp tục duy trì và có bước phát triển mới. Các phong trào thi đua được triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo hội viên nông dân tham gia đổi mới và nâng cao hiệu quả các hoạt động tư vấn, hỗ trợ dịch vụ dạy nghề cho nông dân phát triển sản xuất kinh doanh, qua đó góp phần phát huy vai trò chủ thể trung tâm của nông dân trong phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới nâng cao. Hội đã phối hợp tổ chức 12 cuộc hội thảo cho trên 145 lượt nông dân tham gia. Công tác xây dựng tổ chức hội được quan tâm chú trọng, ngày càng vững mạnh. 6 tháng đầu năm, hội đã kết nạp được 15 hội viên mới, thành lập một tổ hợp tác. 5 năm qua thực hiện 3 nghị quyết 040506, Hội đồng dân xã Dinh Tế đã đoàn kết chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thu hút số lượng đông đảo cán bộ hội viên tham gia. Các chi hội, tổ hội phát huy thế mạnh ngành nghề, lĩnh vực sản xuất kinh doanh để xây dựng chi hội tổ hội. Hội đã thành lập 8 tổ hội nghề nghiệp, hỗ trợ hai dự án chăn nuôi bò, hỗ trợ nông dân bao tiêu ký kết nông sản với công ty lọc trời khoảng 200 hectare, phối hợp tổ chức 17 lớp nghề, kỹ thuật trồng lúa, làm giường chăn nuôi bò hội quan tâm chăm lo đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ hội có đủ phẩm chất chính trị đạo đức lối sống trình độ lý luận chính trị chuyên môn nghiệp vụ năng lực và kỹ năng công tác vận động tập hợp thu hút được hội viên nông dân các chỉ tiêu hàng năm đạt kết quả tốt từ 95% trở lên từng bước khẳng định vị trí vai trò của hội trong phong trào ở nông thôn